Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã chính thức thông qua Luật Đất đai 2024 với tỷ lệ 87,63%. Các đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành. Theo điều 252 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025, trừ một số trường hợp đặc thù, trong đó điều 190 và điều 248 của luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2024. Điều 190 quy định nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng vốn, kỹ thuật, công nghệ thực hiện các hoạt động lấn biển có chính sách hỗ trợ ưu đãi cho các nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật. Việc giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển được tiến hành đồng thời với việc giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Đây là nội dung được rất nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội quan tâm bởi như theo một chuyên gia đã từng nói, chi phí lấn biển nên được xác định ngay từ đầu vì dự án lấn biển thường là các dự án có quy mô lớn, có thể lên đến nhiều tỷ đô la Mỹ. Do đó cần đánh giá ngay từ đầu cho các nhà đầu tư biết để chủ động phương án tài chính cũng như không bị rơi vào thế bỏ cả tỷ đô la Mỹ để lấn biển mà không biết được giao đất hay không. Cũng theo Điều 190, hoạt động lấn biển phải tuân thủ các nguyên tắc luật định như bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển, phù hợp với quy định của luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ về kinh tế, xã hội, môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, đa dạng sinh học, các yếu tố tự nhiên, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dân, hoạt động lấn biển phải được lập thành dự án đầu tư hoặc hạng mục của dự án đầu tư theo quy định phù hợp với quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị. Hoạt động lấn biển mà có phần diện tích thuộc khu vực bảo vệ di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan, vùng đất ngập nước quan trọng, khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, khu vực cảng biển, vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu khu neo đậu khu truyền tải khu tránh bão vùng đón trả hoa tiêu vùng kiểm dịch luồng hàng hải vùng nước để xây công trình phụ trợ cửa sông và các khu vực đã được quy hoạch sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh thì chỉ được thực hiện khi được quốc hội thủ tướng chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư Điều 248 Luật Đất đai 2024 sửa đổi, bổ sung 9 điều tại Luật Lâm nghiệp 2017, cụ thể sửa đổi nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng tại điều 14 bằng quy định không được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng vào dự án phục vụ quốc phòng an ninh quốc gia thành không được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng vào dự án phục vụ quốc phòng an ninh. Sửa đổi điều 15 về căn cứ giao rừng cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, bổ sung đối tượng được nhà nước giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng tại điều 16 sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại điều 19.